Xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là hình ảnh về cơ sở lan rừng Ngọc Bền vào những ngày cuối năm cũng rất là tất bật, và các bạn cũng đều ai cũng đều bận bịu cả đây để cho những cái đơn hàng đi đấy ạ. Hiện giờ thì một ngày trung bình bên mình cũng không còn nhiều hàng nữa, mà hầu như tất cả các loại lan thì đã được đóng gói từ buổi sáng, và đến bây giờ thì bên bưu điện đã chuẩn bị lên lấy rồi. Đây là những cái số hàng mà của đơn vị mình ngày hôm nay. Chút nữa mình sẽ có giới thiệu về những cái mặt hàng lan còn lại, và mình sẽ bán có lẽ khoảng tầm 2 phiên nữa thôi là cũng sẽ nghỉ Tết, anh em mình nghỉ Tết nhé. Đây là hình ảnh các bạn đang tất bật để chuẩn bị cho một cái clip tối của ngày hôm nay 23 tháng 1 năm 2019. Đây là cái lượng hàng của ngày hôm nay của bên mình nhé. Còn bạn đang đánh máy tính kia sẽ là bạn nhân viên của bên bưu điện, còn bạn này là bạn nhân viên bên mình. Đang sắp xếp các loại lan để chuẩn bị cho clip mới của ngày tối nhé, của tối ngày hôm nay thôi. Còn các bạn nhân viên bưu điện thì giờ cũng có một bạn lên chủ yếu là khai thác nhập các đơn hàng cho bên mình luôn. Bởi vì là cái lượng hàng bên mình cũng khá, nên là có một bạn nhân viên riêng của bên bưu điện cắt cử lên. Cũng rất là tất bật luôn. Còn đây là những cái mặt hàng lan rừng mà bên mình sẽ đang chuẩn bị để cho clip tối ngày phiên tối ngày hôm nay nhé. Mình sẽ giới thiệu qua một chút về những cái hàng lan mà bên mình đang treo lên, các hàng giống của bên mình ạ. Có nghĩa là mình sẽ lấy về nhà vườn và chuẩn bị để cho một cái mùa năm sau Tết là bên mình sẽ có những cái ghép lan để ghép lên vườn nhé. Đây những cái hàng giống mình đang treo lên rồi. Chủ yếu là kèn, chúc Phật Bà hàng giống, cũng như là ngọc thạch ba màu hoặc là Phật Ngọc. Đây ạ. Vâng, u lồi thì có hàng thảo kèn nhé các bạn. U lồi thì chủ yếu là những cái hàng mà hàng già, hàng xấu, cũng như là không có nụ hoặc gãy nụ đấy. Mình cũng đã bảo với các bạn là hiện giờ những cái hàng xấu thì bên mình sẽ để lại để làm giống đây. Đây là cái hình ảnh u lồi nhé. Hầu hết các thân hoa đều đã gãy và cũng hầu như toàn thân già thôi. Đây ạ. Vâng, có lẽ các bạn đấy cũng đang chuẩn bị sắp xong những cái mặt hàng lan mà bên mình sẽ phát cho phiên tối ngày hôm nay rồi, 23 tháng 1 năm 2019. Đây là lan trúc mành nhé. Mình sẽ giới thiệu luôn. Cái trúc mành này hiện giờ thì là có lẫn cả hàng Tây Bắc cũng như là lẫn cả hàng Lào nữa, nên là bên mình bán với cái mức giá là 250.000 đồng trên 1kg nhé. Cũng chỉ còn ra ít thôi, bởi vì là 2 hôm nữa là bên mình cũng sẽ nghỉ Tết rồi. Còn trên đây sẽ là mặt hàng lan Long Tu Xuân hàng giống. Bên mình bán với mức giá là 220.000 đồng cho 1kg. Còn bên cạnh Long Tu Xuân giống sẽ là Long Tu Xuân loại đẹp, 250.000 đồng cho 1kg nhé. Hai loại này thì bên mình bán cũng rất là nhiều rồi, mình cũng phải giới thiệu nhiều nữa. Thân Long Tu Xuân hàng đẹp thì tất nhiên là sẽ dài hơn, từ khoảng tầm 25-30 cm. Còn hàng giống thì cũng đảm bảo là rất là tốt, bởi vì là nó chỉ ngắn hơn thôi, khô đều đẹp luôn ạ. Ở bên này còn một chút hàng kim điệp xuân, sáng nay đóng combo thì vẫn còn còn thừa bằng này kim điệp xuân đây. Kim điệp xuân thì hiện giờ cũng còn một chút, cũng gọi là hàng giống thôi. Có lẽ là sẽ bán với mức giá là khoảng 120.000 đồng. Cái hàng này nhé, bởi vì hàng giống còn rất là ít. Sáng nay mình đóng các combo đi hết rồi. Còn bên đây là mặt hàng Sơn Thủy Tiên 180.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Kim thoa thì còn 2 dề đấy ạ. Hàng kim thoa còn 2 dề này thì vẫn bán theo 1kg, 100.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến ở đây sẽ là lan ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu. Đây nhé, đây là có cả thân, có những bên này là bên cây dài này. Cây dài. Bên này thì cây ngắn hơn. Bán khi mà mình gửi đi cho các bạn, với các bạn mua hàng từ 5 lạng trở lên ấy, thì sẽ có cả thân dài và thân ngắn gửi kèm nhau nhé, để về có thể chia ra hai giỏ đều với nhau. Ngọc thạch ba màu 200.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan kim điệp nhựa, hay còn gọi là kim điệp thơm. Hiện giờ thì kim điệp thơm loại đẹp thì bên mình hôm nay cũng đóng theo combo cũng gần hết rồi, chỉ còn lại cái kim điệp giống thôi nhé các bạn. 180.000 đồng cho 1kg kim điệp thơm loại giống. Hiện giờ ở đây mình sẽ cầm lên đây, có cả thân già, chủ yếu này là thân già này, cũng có những cái thân nhỏ hơn như thế này thì mình cho vào loại giống. Đảm bảo thì hiện giờ cái kim điệp thơm ấy thì nó sẽ ra hoa cả thân già và là thân tơ nhé, nên là khi mà lấy hàng giống này về á thì cái tỷ lệ nảy mầm hoa để các bạn chơi hoa Tết cũng rất là cao. Hiện giờ những thân mà chưa ra thì trong thời gian tới sẽ ra nhé, sẽ nở vào mùa xuân. Còn bên đây sẽ là lan đùi gà dẹt.
đùi gà dẹt hiện giờ bên mình bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Đây là cái hàng này là hàng rời rồi, hàng rời này là 140.000 đồng này. Tiếp đến ở dưới này là cái hàng đẹp đây. Hàng đẹp thì chủ yếu là các dề to, đùi gà dẹt nhé. Đây là hàng đẹp đấy ạ, 180.000 đồng cho 1 kg đấy ạ. Đây là hàng loại đẹp đây, chủ yếu là dề luôn nhé. Còn cái phần trên kia là 140.000 đồng. Còn đây còn có những cái bảng ý thảo ba màu thì bên mình cũng còn nhé, bởi vì bảng báo ý thảo ba màu đã thuần được từ 2 năm nay rồi nên số lượng còn rất là nhiều luôn. Vẫn bán với mức giá xả là 100.000 đồng cho một bảng ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu thì hiện giờ nó sẽ ra hoa vào khoảng tầm cuối xuân nhá, nên là hiện giờ đây có những cây có thể là cũng đã nảy mầm hoa, đấy là nó nảy mầm sớm thôi. Tiếp đến trên đây còn có cả những bảng tóc tiên bắc hàng thuần, bên mình hàng thuần này thì đã thuần được 2 năm rồi. Vẫn đồng giá với ý thảo ba màu luôn là 100.000 đồng cho một bảng nhé. Rồi ạ. Bên cạnh đây sẽ bên cạnh cái đùi gà dẹt này thì là sẽ là long tu xuân trên kia rồi. Bên này là cái hoàng thảo vôi nhé. Hoàng thảo vôi loại giống 180.000 đồng cho 1 kg, có cả thân già, thân hoa bị gãy cũng như là hiện giờ đây có những cái thân ngắn ấy, thân hoa ngắn thì mình cho vào hàng giống luôn, 180.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo vôi loại đẹp. Hoàng thảo vôi loại đẹp hiện giờ thì đảm bảo cho các bạn luôn là tất cả những khó mà mình gửi đi đều có thân hoa để các bạn chơi hoa luôn, và thân hoa sẽ từ tầm 20cm trở lên thì mình gửi nhé. Đảm bảo là đều đẹp luôn, có thân hoa để chơi. Hoàng thảo vôi loại đẹp 250.000 đồng cho 1 kg. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng hoa lan mà cơ sở Ngọc Bền sẽ bán vào phiên tối ngày 23 tháng 1 năm 2019. Các bạn là lan, vui lòng liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0984754 để được tư vấn cũng như là lên đơn hàng. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.